về quần áo. Clothes, clothes. Ở đây mình sẽ có là tiếng Anh phiên âm quốc tế của nó để các bạn có thể dễ phát âm được cái từ đó. Và tiếng Việt, từ đầu tiên thì chúng ta sẽ có đó chính là clothes, clothes. Các bạn để ý là cái phiên âm quốc tế của nó ở đây có cái chữ thì nó sẽ được phát âm như thế này, clothes, clothes. Nhưng khi mà người nước ngoài người ta nói, người Mỹ và người Anh người ta nói, người ta sẽ không có nói cái từ này. Cho nên nó là dễ, nó dễ hơn cho chúng ta để chúng ta phát âm clothes, clothes. Quần áo. Từ tiếp theo chúng ta sẽ có là áo thun. Áo thun mà các bạn không có cổ mà nó chỉ ống tay đến đây thôi, đúng không? Chúng ta sẽ có là t-shirt, t-shirt. Quần bò. Chúng ta sẽ có jeans, jeans. Khăn quàng cổ. Scarf, scarf, scarf nhá. Trong tiếng Anh nó sẽ có, nó sẽ có đánh vần. Các bạn để ý nhá. Scarf, scarf. Hoodie, hoodie là áo có mũ. Các bạn để ý không? Ở đây chúng ta sẽ có là hai âm. Thì chúng ta trọng âm nó là ở hoodie, hoodie, hoodie. Tiếp theo là cà vạt. Tie, tie. Khi học tiếng Anh thì cái phát âm của một cái từ hoặc một cái câu nó rất là quan trọng. Tại vì khi mà các bạn nói chuyện với người nước ngoài mà các bạn nói sai ngữ pháp, người ta vẫn hiểu bạn nói gì. Nhưng các bạn nói sai từ, người ta không hiểu các bạn nói gì cả. Tiếp theo chúng ta sẽ có từ là thắt lưng. Belt, belt. Áo len, áo len mà người ta đan đó các bạn. Là sweater, 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 sweater. Tiếp theo chúng ta sẽ có từ glove, 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 glove. 10 chúng ta sẽ có là cái váy của phụ nữ. Dress, 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 dress. Khi mà các bạn học phát âm một cái từ gì đó thì các bạn phải làm quá nó lên, các bạn phải đọc là dress, dress. Thì khi mà các bạn nói chuyện với người nước ngoài thì cũng là I wanna buy that dress. You see, like bạn phải nhấn mạnh nó thì khi đó các não của bạn mình nó cái từ này là rất là quan trọng và nó được phát âm như thế này hả? Và các bạn sẽ nhớ để các bạn nói. Quần đùi. Shorts, shorts, shorts. Lý do tại sao chúng ta sẽ có chữ S ở đây? Tại vì là quần đùi thì nó sẽ có hai cái ống. That's why luôn luôn sẽ phải có chữ S. Shorts. Quần Âu. Quần Âu là cái quần vải các bạn, quần dài vải á. Pants, pants. Áo sơ mi. Shirt, shirt, shirt. Cái tay áo. Sleeve, sleeve, sleeve. Đồ ngủ. Pajamas, pajamas. Ở đây chúng mình quên đánh ở đây, tức là cái trọng âm nó sẽ là pajamas, pajamas. Đồ lót, mà lót mà hai mảnh á, chúng ta sẽ có là bikini, 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 bikini. Áo mưa, raincoat, raincoat, raincoat. Đồ bơi, swimsuit, swimsuit. Quần nhỏ, underpants, underpants, underpants. Chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa nhé. Clothes, t-shirt, jeans, scarf, hoodie, tie, belt, sweater, glove, dress, shorts, pants, shirt, sleeve, jacket, pajamas, bikini, raincoat, swimsuit, underpants, underpants. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với ví dụ nhé các bạn. Ví dụ thì khi mà các bạn học từ mới thì luôn luôn các bạn phải cố gắng lấy ví dụ để các bạn biết là bạn có thể dùng được cái từ đó trong cái viễn cảnh hay không. Và đây là những ví dụ mà mình đã viết ra.
clothes. I want to buy some clothes. I want to buy some clothes. Tôi muốn mua một số quần áo. Tôi muốn mua một số quần áo. I want to buy some clothes. We wear shorts and t-shirt for games. Chúng tôi mặc quần ngắn và cái áo t-shirt khi mà chơi game. Khi mà chơi game á, thì ở đây từ wear là mặc nha các bạn. We wear. Và chúng ta sẽ chia động từ wear này là ở nguyên thể. Là vì we. Shorts này thì mình nói rồi, tại vì nó là hai cái ống cho nên nó sẽ là có chữ S. T-shirt for games. I wore jeans to school today. I wore jeans to school today. Tôi mặc quần jeans tới trường ngày hôm nay. Từ wore này là quá khứ của từ wear nhé các bạn. Từ wore này là quá khứ của từ wear. Là hôm nay thì buổi sáng là bạn đã mặc quần jeans đi học. Cho nên bạn ấy nói là I wore jeans to school today. Nó là quá khứ nhé các bạn. She wrapped a scarf around her neck. She wrapped a scarf around her neck. Cô ấy đã quàng một cái chiếc khăn ở quanh cổ của cô ấy. Around her neck. Wrap là quàng nha các bạn, nhưng mà đây là quá khứ, mình dùng ở quá khứ cho nên chúng ta sẽ phải thêm ed. She wrapped a scarf around her neck. My brother is a big fan of hoodie. My brother is a big fan of hoodie. Brother có nghĩa là em, anh trai, em trai. Em trai của tôi thì nó rất là thích hoodie, áo hoodie á các bạn. Thì a big fan ở đây có nghĩa là thích nha. Thay vì nói là my brother loves hoodie, đúng không? Thì chúng ta sẽ nói là a big fan of. My brother is a big fan of hoodie. Thì my brother, chúng ta chia cái từ is này là số ít, cho nên brother là số ít, cho nên chúng ta sẽ đọc là is, my brother is. Còn nếu ở đây mà là my brothers thêm chữ s có nghĩa là số nhiều, chúng ta sẽ phải đọc là my brothers are. Ok, là những cái người em trai hoặc là em trai của tôi. Tiếp theo, male students often have to wear tie to school. Male students often have to wear tie to school. Male là con trai, students là học sinh. Often là thường, have to là phải. Wear, ở đây mình nói rồi là mặc hoặc là đeo hoặc là mang. Tie là cái cà vạt tới trường. Những học sinh nam thì thường phải mang cái cà vạt tới trường. My dad loves fancy belts. My dad là bố của tôi. Loves thì love là thích mà hoặc là yêu. Nhưng mà cái này my dad là số ít, chỉ có một người thôi, chúng ta phải thêm s ở chỗ chữ loves, đúng không? Love. Fancy là giống như là sang trọng á. Belts ở đây là cái nịt. Bố của tôi thì rất là thích những cái nịt mà đẹp á. He was wearing a chunky sweater. He was wearing a chunky sweater. He was wearing a chunky sweater. He was wearing, ở đây là thì quá khứ tiếp diễn. Có nghĩa là khi mà bạn đi học với anh ấy thì ngày hôm đó anh ấy was wearing a chunky sweater. Tức là cái hành động wear là nó dài thời gian đó, cả buổi đó hôm đó anh ấy mặc cái áo chunky sweater đó, thì là chúng ta dùng quá khứ đơn. He was wearing a chunky sweater. Chunky ở đây có nghĩa là kiểu nó rất là rộng, nó rất là to, nó bị phồng phềnh. Cái hôm mà tôi gặp anh ấy thì anh ấy mặc cái áo kiểu giống như là rất là cồng kềnh, nó không có được đẹp cho lắm. He was wearing a chunky sweater. Those gloves look nice and warm. Those gloves look nice and warm. Những cái đôi tất tay đó thì nhìn rất là xinh, nó rất là đẹp và ấm. This is the first time I have seen you wearing a dress. This is the first time. Lần đầu tiên tôi thấy, cái này các bạn nhớ là dùng được cả cái cụm luôn nha. This is the first time I have seen you wearing a dress. Thường mà khi mà các bạn là this is the first time I've seen or I've done something thì chúng ta sẽ dùng hiện tại hoàn thành. Ok? Đây, I have seen là hiện tại hoàn thành nha các bạn. I've seen. This is the first time I've seen you wearing a dress. Đây là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy bạn mặc cái váy, mặc váy đó nha. Tức là thường thường thì bạn không có mặc váy. He was wearing a pair of shorts and an old shirt.
He was wearing, thì hôm nay hồi nãy mình nói rồi, đó là was wearing là quá khứ tiếp diễn. Thì cái lúc mà anh ấy mặc đó là anh ấy mặc từ cái lúc mà tôi nhìn thấy anh cho đến hết cái ngày luôn. Thì đó là hành tiếp diễn, cái hành động nó xảy ra dài. Cho nên chúng ta sẽ nói là he was wearing a pair of shorts, một cái quần đùi. An old shirt. Old là cũ nhé các bạn, shirt là cái áo. Your pants are torn apart. Your pants are torn apart. Quần của anh nó bị rách tanh tưởi luôn á. In my brother's closet, there's only one black shirt. In my brother's closet, there's only one black shirt. My brother, em trai của tôi, in my brother's closet, trong cái tủ quần áo của em của tôi á, thì there's only one, chỉ có một cái black shirt, một cái áo thôi. The sleeves are too long for me. The sleeves are too long for me. Những cái ống tay này á, nó rất là dài so với tôi. The keys are in my jacket pocket. The keys are in my jacket pocket. Keys là số nhiều, cho nên chúng ta phải dùng are nhá. Keys là số nhiều nên chúng ta phải dùng are. The keys are in my jacket pocket. Long shirt and pajamas constituted his principal attire. Long shirt and pajamas constituted his principal attire. Principal ở đây là chính, đúng không? Cách ăn mặc chính, phong cách ăn mặc chính. Long shirt, áo dài, và pajamas là đồ ngủ, là những cái trang phục chính của anh ấy. Don't forget to bring your bikini. Don't forget to bring your bikini. Đừng quên mang theo bikini của các bạn nhé. Don't go out into the rain without your raincoat. Don't go out into the rain without your raincoat. Đừng có ra ngoài mưa khi mà không có cái áo mưa của bạn. Look at her. She's wearing a gorgeous swimsuit. Look at her. Nhìn cô ấy kìa. She's wearing. Cô ấy đang mặc a gorgeous swimsuit. Gorgeous là rất là đẹp. Rất là đẹp nhá. Swimsuit thì mình biết rồi. Đó chính là bộ đồ bơi. Nhìn cô ấy kìa, cô ấy mặc một bộ đồ bơi rất là xinh, rất là đẹp. I bought some new underpants. I bought. Bought ở đây là quá khứ của từ buy nhé các bạn. Buy, bought, bought. I bought some new underpants. Tôi đã mua một số cái quần con. Và đó là tất cả của bài học ngày hôm nay. Mình mong các bạn luôn cố gắng học tập. Và mình sẽ gặp các bạn ở những video sau.